Hello. Giờ đang ngồi trên xe đợi cô Nhi tới rồi mình xuống bãi biển mình tắm biển thôi. Trời ơi, thay đồ tắm rồi đấy hả? Trời ơi, con chú coi nè, trời ơi, kinh vậy. Nè, không có bỏ vô miệng nha. Con đừng có hư hư với mẹ nha. Nha. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì cả nhà sẽ có tiết mục là đi biển. Thì em đang soạn đồ nè mọi người. Em mới soạn xong nè. Đem theo miếng thịt kho măng với cơm, rồi da khuôn cho hai người rồi uống. Cái muỗng đũa hả? Rồi ở phía dưới là hộp nho. Nho đem theo để lấy ra ngoài. Cái chán miệng thì lấy ăn. Rồi kem chống nắng nữa nè. Đợt đó mua cho hai người tới giờ xài mấy năm mà có đi biển đâu mà xài hết. Quần áo rồi đây nè, hộp bánh của em đó nè, em bé nè, em bé không đó, em bé phá của mẹ cái gì đó. Ây da, ây da, ôi trời ơi, nó giật cái máy tư quýnh rồi, quýnh rồi khó đầu mấy người luôn ở đó nè. Nè đó, cầm đi, quên nó lấy cái nón ra cho chị nữa, để cái nón ra. Hồi cái đầu chọc lóc này nè, đi ra ngoài nắng là chết cái đầu luôn á. Kiếm cái nón. Lấy cái nón lên. Hồi chùm cái đầu chọc này lại. Kêu nó hai hả? Kêu nó hai nó. Nó liêu mẹ nè, nó nặng. Nặng hơn giống như của Henry. Nặng hơn của Henry. Henry nhẹ. Thổi nó con, thổi để phỏng miệng. Cái gì? Cái gì mà dễ dữ vậy hả? Không, không cho mâm. Không. Mâm. Mâm. Đỡ con là phỏng nóng. Nóng lắm. Để mà thổi cho. No. Bỏ đâu cục lên đây. Đó, con nó đòi ăn. Rồi, mâm cho con nè, mâm cho con nè. Nè. Đồ ăn. Trời ơi. Nè, mâm. Còn mâm đi mẹ, mâm nè. Lên mặt hết rồi. Gì mà kì con bé. Trời ơi hả. Em muốn cái gì? Rồi đó, không chịu. Nè. Đó, mâm đi. Mâm nè, mâm. Chưa kịp thổi nữa. Nè, nè. Rồi, ok. Rồi, giờ hai đứa ăn no hết thì giờ tới lượt em ăn móc của anh hai nữa nè. Anh hai nó ăn còn dư. Ăn no hết. Dư là đủ rồi. Không có bon chen à. Chụp đổ tháo lum. Rồi đây. Ok. Rồi, tiết mục chuẩn bị đã xong rồi cả nhà, một giỏ luôn nè. Đó, rồi bây giờ là tới giờ đi. Đó, giờ tới đi, lấy cà phê xong rồi giờ mình let go nha. Em mua em dán lên xe vậy nè, đỡ nắng lắm mọi người. Bé nó ngồi nó đỡ chói nắng để nó ngủ ngon hơn nè. Ở trong đây nó có cục 500. À, mua gắn lên vậy à, tiện và lợi ha. Mình không thích thì mình gỡ ra thôi. Còn mua cái độ mà che mà gắn ngắn lên cửa thì cái loại đó nó dễ rớt. Rồi cho bạn. Rồi. Bây giờ mẹ con nhà em sẽ đi lấy cà phê. Rồi xong rồi đổ đầy bình xăng là bắt đầu chuẩn bị đi thôi. Tính thì giùm được. Hello cả nhà, mọi người thấy con này ngay đây không nè, đây con tay em chỉ nè, này 1, 2, 3, 4 con, 4 con luôn đó, 4 con này nằm ngay cái hàng rào á, đó thấy không? Mẹ không thấy con. Thấy không? Ừ. Thấy không? Ừ. Đó, nghe nằm ngay hàng rào kìa, tút kia kìa. Alo, giờ đang ngồi trên xe đợi cô Nhi tới rồi mình xuống bãi biển mình tắm biển thôi.
Gần tới rồi Hana, gần tới rồi. Bây giờ là 1 giờ, 2 giờ rồi. 2 giờ trời này nắng lắm luôn. Trời nắng của 2 giờ là nó nóng dữ lắm luôn. Đó. Bé ơi. Cô bé ơi. Đây bé ơi, cô Nhi đâu rồi? Cô Nhi ơi. Cô Nhi với Hana còn đi. Con nắm áo nắm quần nè. Còn nắm áo nắm quần nè cô chú ơi. Cô Nhi với Hana còn đi. Bây giờ có con nhỏ là quần áo sọc sạch là như vậy đó. Cô Nhi với Hana còn đi. Còn đang đi trên đường, sắp tới rồi. Đang đi trên đường. À, anh hai mặc áo nè, chói chang luôn nè. Áo đọc chuối một chói chang luôn nè. Rách tà lơ hết trơn nè. Nè. Làm kiểu gì đâu rách cái áo luôn rồi nè. Hả? Sao rách áo vậy? Ai làm gì rách áo đây? Nó hôm mai. Trời sao hả? Bị gì? Nó cái gì? Trời ơi nè nè nè, bánh nè bật thật tay vô. Không chê ha, chê. Đòi cái máy quay. Máy quay. Nè. Thôi không có chơi cái máy quay nè nè, chơi này đi, chơi này đâu rồi nè 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 nè. Nhưng mà đang cầm máy quay để quay phim bả mà bả dành cái điện máy quay làm sao. À, nè thôi 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 mẹ quay xong rồi nè, quay xong rồi trả nè, trả nè, trả nè, nè trả nè. Tới nơi cả nhà, bây giờ mình sẽ vô cổng và kiếm chỗ parking đậu xe nha. Đây này zoom sao ta, không biết đường zoom quá chà. Đó, giờ vô thu vé xe. Đây cô chú ơi, ba mẹ con đó. 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 Chuẩn bị xong, đây giờ đi tiểu xong rồi đi ra bơi. Đây. Đây là cái bãi biển nè. Wow. Họ làm mấy cái chỗ để mình ngồi barbecue rồi luôn. Đã ha. Ok. Có chỗ nhà tắm nữa nè. Đây là nhà tắm với nhà vệ sinh luôn đó. Mình tắm xong rồi mình lên đây mình tắm lại nước ngọt hát con ha. Trời ơi, hôm bữa nghe nó đi biển cái là người ta mua một bộ đồ đi biển nè, có nón rồi nè, đi có nón rồi nè. Ok. Ai dù chắc có nón ta vèo đã quá vậy cha. Ôi dạ, ôi dạ. Ây da, trời ơi con chim non này lần đầu tiên đi biển nè, phơi nắng nè. Anh hai quay cái nón ở phía trước để che cái mặt lại, không có quay ở phía sau. Đúng rồi, đúng rồi, che nắng lại. Để hồi nóng. Nóng cháy da luôn á. Kìa chú Hùng đựng cây dù kìa. Nè con ăn. Đó, ăn đi. Mà ăn đi. Đây, chống cái dù lên. Cho nó mát. Đó, giờ chú Hùng dẫn Henry đi tắm. À. Còn Emily thì nằm ở trên đây, chống nắng. Tắm biển mà kỳ quá Emily ơi. Emily ơi kỳ quá vậy con. Tắm biển mà kỳ quá vậy con ha. Hả? Bé đi xuống biển không? Mẹ ẵm bé xuống biển nha. Cho bé xuống biển nha, để lột cái tả nha. Ừ. Bóc gì đó. Bé có nón bo cưng quá nè. Quá trời cưng. Rồi xong. Đó. Gom được một góc nhỏ hơn mọi người. Hai cái dù này là để che nắng cho em Mali nó ngồi chơi. Chứ để thôi nắng tội nghiệp bé. Tội nghiệp em. Đó. Đó, em Mali có được góc nè. Ồ, có chơi cát. Để mày để xuống này ra lại cho con. Trời ơi mê quá trời luôn, chết rồi. Chết rồi mê kiểu này chết rồi. Trời ơi nàng tiên cá ơi. Ôi mê, ủa bốc kìa. Quá xá rồi. Ôi. Gái ơi. Ủa dọc cát. Trời ơi mê kìa, coi kìa, coi kìa khí thế luôn. Wow, nóng cái chân quá cả nhà ơi. Bãi biển này cũng hơi sâu nhưng mà được có cái là có cũng có người giám hộ, đằng kia có hai cái dù đỏ đỏ. Đã quá vậy ta. Lựa cái áo mà đọc chuối để cho bà nổi đó. Nguyên bãi biển mùa hè họ tranh thủ họ đi tắm cả nhà. Đó, đã rồi sống rồi. Mình thấy nó dập không? Nó hơi sâu. Đã vậy ta.
mũi nó dính gì đây? Lần đầu tiên em mà lì đi tắt biển nè cô chú ơi. Đây là mấy con kia. Ơi. Đây mấy con kia. Nè nó dòm nè, nó dòm hết trời luôn nè. Trời ơi, tao có nón bò. Hên sao mà tao mới mua bộ đồ có nón bò nè. Mới mua luôn á. Thấy không? Đắt có cái nón nữa không? Henry, vô trong này đó. Henry, vô trong này nè. Đừng có đi ra xa quá con. Ông đừng biết gì, ông đừng biết cái gì nhỉ? Anh hai khoái quá trời luôn. Kìa, nắm tay chú Hùng kìa. Anh vịn hai cái tay nó cho nó đánh hai cái giò á. Rồi con đánh hai giò đi. Đúng rồi, không có đi ra ngoài đó. No. Ấy du. Thế nha. Ấy chà chà chà. Ngồi sát bờ. Ai dạ, ngồi sát bờ. Không đánh vô nè. Ui chà. Không đánh vô. Ui chà chà. Ấy dạ. Bé ơi. Trời ơi, thay đồ tắm rồi đó hả? Trời ơi, con chú coi nè. Trời ơi, cân giá. Trời ơi, sexy girl. Trời ơi, sexy girl quá trời, sexy girl luôn. Trời ơi, con ạ. Ôi, chơi kìa, chơi cắt kìa. Ôi, quá trời luôn. Chơi cắt ở mặt cái cưng. Nè, hai kem chống nắng. Ù quá trời rồi, mê quá trời mê rồi. Nè. Bé, 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 nè nè nè. Nè, à, no 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 no. Nè. Nè, đó. Chơi đi. Đó. Thôi, không có đi ra ngoài đó, nắng cháy già đó. Ui. Cháy già. No. Hết biết luôn rồi, kinh quá trời rồi. Cưng quá trời rồi chú ơi. Ôi. Con tắm biển kìa cô chú ơi. Cưng chưa? Con tắm biển nè. Ôi hôm nay phơi nắng về là đen bóng mông mông luôn, bún bùng bung luôn. Nãy ông quậy bộ đồ đi ướt nhẹp ơi. Giờ đổi qua cái bộ đồ này. Trời ơi bươi quá trời bươi. Bươi cát, bươi đất, bươi đá gì. Bà xá rồi. Nè. Nè. À, coi chuyện văn vô mắt á. Các bạn là đó, sợ chưa? Ui, lần đầu tiên người ta đi biển chứ người ta không hề sợ nha. Còn anh hai hồi xưa là đi biển lần đầu là anh hai sợ khóc luôn. Nô, có bỏ gì miệng á? À? Bậy vậy. Miệng nha, không có bỏ gì miệng nha. Con đừng có hư hư với mẹ nha. Nha. Nô. Ở đó mà bỏ miệng, nãy mới bỏ miệng em đập da. Văng ra đó. Đó. Không có bỏ miệng. Ở đó mà bỏ miệng. À, nó đòi nè. Coi chừng nó bật ngửa đó bà. Nè, dành rồi nè. Alo. Alo. Kiếp. Trời 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 trời. Mình hai xô luôn. Ê, nước bắt đầu nó lên rồi đó bạn. Nước nó lên rồi đó. Nè, nè. Ok, nè. Chơi đi con.
con mà biết là tôi lụm về tôi làm không biết. Thôi bà biết con nào có đọc, con nào không có đọc. Bây giờ tôi mới nói là con biết hiểu không? Em mà không biết thì em đâu bao giờ em lụm. Đi đâu? Đi đâu? Nè. Nè. Anh bé rồi ăn cơm. Cơm với anh hai ăn xong anh hai đi xuống bơi rồi. Giờ còn mình bé trên này hả? Nè bác, nãy giờ cứ cái lụm này lụm kia bóc bỏ miệng cái em quýnh quýnh cái tay xong cái biết rồi chứ không có bỏ miệng nữa. Chứ nãy giờ toàn là bóc bỏ miệng không, ở miệng lao tay lia lịa luôn mà cũng bỏ miệng, vừa mới lao xong lắp bóp bỏ miệng nữa. Em mừng bơi à vũ cho cố kìa, cắt răng vô ăn à. Cắt bài mẹ. Ê, làm gì vậy? Làm gì vậy? Hả? Ừ. Ăn thịt không ăn. Ừ. Nè, mâm mâm. Còn miếng thịt cho miệng. Hai mẹ con, ba mẹ con ăn hết nửa thấu cơm. Đấy, không bỏ miệng à. Nổ nè con cát. Ừ cho miếng à nè, còn miếng thịt. Hai chú Hùng đang bơi. Cô Nhi thì coi chừng ngân hành ạ. Nè bé. Không có bỏ thì miệng à. Cái tay bỏ miệng là khẽ cái tay liền á. Cho em mà liền bú. Quên để cho em mà lì bú cái. Rồi xong rồi chạy về. Chứ chưa. Rồi cô chú ơi, nè. Đòi nhiêu đây đó, đòi nhiêu đây để đi về đó. Đuối. Bơi nãy giờ cũng hơi mệt cũng nhừ. Về là vừa. Chứ bơi một hồi nữa đuối gì. Chả lái xe hồi ngủ gục luôn á. Bây giờ 4 giờ mấy thì có nhiều người họ bắt đầu họ ra rồi. Còn mình á thì mình chơi xong rồi giờ mình đi về. Giống như là kiểu người ta chơi từ đây cho tới 7 mấy 8 giờ, 9 giờ thì đi phật đây đóng cửa, nó không cho vô nữa. Nhưng mà bây giờ thì vẫn còn người vô. Dạng tôi cho buổi chiều á, có đem đồ ăn theo, đem lo nhạc đồ theo. Nè mọi người, ngay đang trước xe em nè, để lát quay cho cả nhà xem. Đây là cả nhà. Đó mọi người tới có những cái ghế, cái bàn này, bắt đầu cái mình đem mình ướp đồ xong mình đem ra đây mình nướng, có cái có bếp, bắt đầu mình đem than ra mình nướng đó, ăn nhậu tới 7-8 giờ rồi đi về. Hồi trước thì mình không có được kiểu là ngủ được ngủ cắm trại qua đêm luôn, nhưng mà bây giờ thì không được, chỉ có ngồi ăn nhậu vậy thôi đó. Đã ha, có người đem võng qua đó kìa. Đó mọi người thấy cái võng không, đây nè, đây có cái võng rồi. Rồi bây giờ mẹ con đi về đây. Trời, nghĩ sao mà tắm.
tắm thì tắm đồ đồ đem theo, thay bộ đồ mới, có khăn lau mình, mà không biết tắm xong sao mình lên nó ướt ta, hay ta quần mới áo mới luôn mình ướt hay vậy, thiệt không, hay thiệt ơi. Bởi vì cái nước biển á, cái nước biển nó thấm vô người mọi người, nó đít khó chịu nè. Và cái áo nó ướt mà. Mà trong khi đó là mình gọi là cái gì? Mình lau mình sạch sẽ rồi đó, bỉ mình tắm lại nước ngọt nữa đó, mình xối lại nước ngọt nữa mình đó. Đó, bây giờ đi về. Về xong tối nay tắm lại lần nữa là ok. Cái bumper. Mâm bờ này là bể bửng à, xong rồi đi về 1 tiếng mấy đồng hồ cả nhà. Đấy. Thế nào hai anh em cũng ngủ rồi, đuối lắm rồi, hai anh em đuối lắm rồi. Vui không anh gì? Bữa nay đi đâu vậy? Tắm biển hả? Là cái gì? Tắm biển tiếng Anh gọi là gì? Beach. Đúng rồi, beach. Pick. No beach. Beach. No beach. Beat. Chew. Thì chew đó. Beat. Chew. Chew. Beat. Beat. Chew, chew mà. Vậy chế động sao? Beat. 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 Đó, đúng mà. No. Chứ sao? Beat. Beat. No beat. Beat. Đó có chew đó. Thôi, thôi vậy thôi, khó quá thôi. Nè, của con nè. Đừng có khóc. Thôi đừng có la em. Em mệt á, kệ em đi. Em khóc quá trời luôn. Ờ, mẹ biết rồi. Em mệt á. Thôi nha. Thôi nha. Khóc, khóc nhiều mệt nha. Cái ly này ngon lắm cả nhà. Thôi cũng mệt ra đồ, cái ly này ngon. Thôi nha. Thôi không có la em nữa, kệ em đi, không có la nữa. 14 đồng. Cheeseburger 8 đồng mấy. Mocha French, này là mocha French 3 đồng 44. Tổng thiệt hại là 14 đồng 8 sen. Thank you. Cảm ơn mẹ. Không có chi, you welcome. Chèo một cái chưa? Em nín chưa? Đó, giỏi. Nè, về tới cái là ba đi ra rước công chúa liền ha. Đó, công chúa nói chuyện với ba nè. Đó. Mở ra. Mở gì? Cái ấy nó khóa luôn rồi. Ô, chờ ba chút, chờ ba chút. Em đợi ba chút, để bà ổng không nha. Hi. How are you? I'm good. Rồi cô chú ơi, em về tới nhà rồi cô chú ơi. Ai cha cha. Ai, em bé hôm nay đi tắm biển vui không? Hả? Vui không con? Anh hai đâu? Anh hai bơi sao anh hai? Bơi sao? Vậy đó hả? Quá trời luôn. Em bé đâu? Mở hình coi. Mở hình cho cô chú coi hôm nay hôm nay tắm chụp hình sao? Cái đầu ướt nhẹp luôn, còn cát nữa nè. Cái đầu còn dính cát nữa nè. Cái đầm nè. Hồi nãy đổ cái nón. Mà em mua nguyên cái bộ đồ này ngay với Diệp đi biển này hả? Có cái nón vừa dễ sợ luôn. Dạ dạ. Cổ nè, cổ dính cát không nè. Nè da da da. Hello gà. Hello gà, ba kêu con gà. Gà rồi. Đã. Chơi vui không? Trời ơi, ba chơi khí thế luôn, thích lắm. Gà chơi vui quá hả? Thích lắm luôn. Quá trời. Quá
luôn. Chơi mà quên ba luôn mà. Mệt luôn như hết trơn hả con hả? Trời ơi, mừng vậy đó. Vui vậy đó, hôm nay đi chơi vui vậy đó. Cười. Bóp đít ra. Rồi thôi xin phép. Ờ đem thịt kho theo ăn. Măng kho à? Măng kho ở, măng kho thịt đó. Đà, đà đâu? Đà đâu? Rồi thôi mẹ con về tới nhà rồi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Trời 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 con múa đó nè. Hả? Ôi sao con múa nè sao? Chú cho cá sấu ăn thịt. Hả? Chú cho cá sấu ăn thịt. Ừ, cá sấu nó ăn thịt đó. Cá sấu á muốn ăn thịt. Nó làm gì đó, không khóc nha. Anh hai đó hồi đó là khóc rồi đó. Nó là bao, nó bao anh hai nó luôn. Ừ, nó bao anh hai nó luôn mà. Trời ơi, ghệ bữa nay ghệ tắm quá trời tắm luôn. Thì đâu có sợ gì đâu. Ừ. Khoái quá, khoái quá. Bé lì quá, bé lì quá, khoái bé quá. Khoái bé lì vậy đó. Ơi, trả điện thoại cho mẹ đi. Mẹ. Nó biết anh cho anh muốn bỏ nó đi rồi anh bỏ nó là cái nó xong hàng nó luôn. Có ai làm với nó hả? Có ai làm nó trong cái hãng này mấy chục năm nó làm hai mấy năm có làm tôi làm nó đâu. Nào cũng đi muốn vốn á. Mà bà đặt cà chớn. Sợ rồi. Mà chưa có giết hai con chủ hãng nữa. Anh còn để đó. Đó là tiền tìm anh mất to đó là anh đổi tim luôn. Người ta chơi vui rồi bây giờ cái ta ngủ giấc ta tỉnh cái ta tươi quá ta tươi gì kìa tươi quá ta. Ủa cái miệng kìa. Ê bé bé ơi bé ơi mẹ qua lại. Tính gà tính gà ơi té tạm em nằm ba em nằm kiểu kỳ nằm kiểu kỳ quá trời ba mới đó con kiểu gì kỳ hay nằm bé bé đi đi tâm sự anh đi 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 tắm chịu khó tha trong nắng cho ba đỡ bị cháy nắng chưa mấy bữa em với anh đi tắm về bị cháy nắng đen xì nha anh về bữa nay cũng không có bị đen. Hà, chút có xíu. Cái lotion của bé Bì chứ không phải lotion của em mà anh thay cho được đâu. Không, cái gì đó, cái kem chống nắng của Henry đó. Ừ. Thay cho nó với Henry hai đứa. Tha cái xong khoảng bơi chút xíu, cỡ tiếng cái lên em tha nữa. Chỉ sợ bả thôi, tại vì da bả non quá đó, em sợ bả bị cháy nắng em lơi lên em tha. Bữa nay. Mày điểm nó cũng có ốc nữa mà. Có nhưng mà đâu có ai rảnh đâu bắt lo tắm rồi mà nó, cái con clem nó ngon lắm em clem mất tiền lắm á clem nó nước mặn á cái con anh biết mà nó hay xạo cho nhà dẹp dẹp. Con đó đó ra có bắt đầu nó làm bắt là một bài.